Hello, ngày mới mình xin chào các bạn nha, chào ông bà, cô bác, anh chị nha. Ok, thì bữa nay mình có đi chợ đó, thì mình thấy mực nó lớn mà nó ngon lắm, cho nên mình có mua hai con mực lớn cho các bạn. Sẽ làm cái món mực rang tỏi ớt cho ông bà cô bác anh chị xem cho vui nha. Ok, hai con mực mình sẽ làm, hai con này mình làm một món một thôi, tại vì cái món này nó rất là ngon mà nhiều người thích lắm các bạn, cho nên mình nhiều người thích ăn cho nên mình làm hết hai con này luôn. Thank you.
xong rồi các bạn ướp tiêu ha. Đó, ướp thì các bạn phải để khoảng 20 phút nha các bạn, cho nó thấm. Rồi kế đó các bạn làm giùm cho mình hai cái trứng gà ha các bạn. Các bạn đập hai cái trứng gà bỏ trong chén, các bạn quậy lên và để nó sẵn ha, sẵn sàng cho mình. Đó, ok, xong rồi bắt đầu mình mới chế vô, rồi mình trộn nó cho nó đều nha các bạn. Xong rồi các bạn bỏ vô cho mình bột bắp nha các bạn.
rửa cho mình nhiều thiệt nhiều nha, để rửa hết da luôn. Sẽ múc ra dĩa nha các bạn. Bây giờ sẽ múc ra dĩa ha. Quá ngon, thơm phức rồi các bạn ơi. Giờ nó nhiều quá rồi, mình dỡ cái chảo lên dỡ. Dỡ cũng không nổi nữa. Ha các bạn.
Hai con mực bự quá trời luôn các bạn ơi. Ok các bạn ơi, bữa nay là cái món mực rang bơ tỏi của mình đã hoàn tất nha các bạn ha. Thì các bạn nãy mình làm như thế nào đó mình đã hướng dẫn các bạn hết rồi đó ha. À, thì các bạn cái việc làm giống y như mình vậy ha, nó rất là thơm ngon ha. Ok, giờ mình mời các bạn dùng chung với mình chơi cho vui nha. Ok, mời các bạn nha. Ok, mời các bạn nha. Vừa ăn mà thơm ngon lắm các bạn. Mời các bạn nha. Hai con mực bự thiệt bự nhưng mà làm ra quá trời luôn các bạn ơi. Đó, các bạn thấy một dĩa này bây giờ còn trong chảo nữa, ăn không hết nổi đâu. Vừa ăn quá trời luôn, ăn hết rồi, rất là thơm ngon nha các bạn. Các bạn lột da, các bạn lột da nó bỏ đi ha. Lột da bỏ, rửa bia, rửa đường, rửa muối ha các bạn. Đó, làm mạnh lên, nhà không có ai hết trơn, trời ơi, màu đồ ăn quá trời luôn, không ai ăn hết. Đừng lo, tối nay ăn hết rồi chưa hết. Cái việc làm hết đi cho nó đỡ bỏ tủ lạnh chật cứng hết trơn. Ngon hết rồi, ngon quá. Ok, mình mời các bạn nha. Đó, mạnh không? Ngon.
Hương Kinh.